Đệ tử vào học, bái kiến Yến Tư Nghiệp. Tăng Kỳ, trò có biết nữ tử tặng túi thơm cho nam tử là ý gì không? Học trò biết, chính là có tình ý. Yến Nhân Chi, sao huynh lại ở đây? Huynh cũng học ở Quốc Tử Giám mà. Công tử nhà ta là người quản lý Quốc Tử Giám. Yến Nhân Chi, Yến Tư Nghiệp đấy. Ta nói chứ, trước thì huynh ném túi thơm của ta đi, sao lại làm khó bắt ta làm bài thi? Ta cũng chỉ đồng ý một vụ cá cược thôi. Huynh đúng là kẻ có thù tất báo thật đấy. Nhưng vừa khéo, Tăng Kỳ ta là người thích vượt khó. Quốc Tử Giám này ta vào chắc rồi. Hết giờ. Yến Tư Nghiệp, ta trả lời được hết đề thi mà huynh ra rồi. Lần này huynh cũng nên nhận người đệ tử như ta rồi chứ. Vậy giờ mão ngày mai, đến trễ không đợi. Được. Vào Quốc Tử Giám rồi thì lo gì không thắng vụ cá cược chứ. Xin chào Tư Nghiệp. Còn không mau về chỗ. Tăng Kỳ, dâng lễ bái kiến. Đệ tử vào học, bái kiến Yến Tư Nghiệp. Tăng Kỳ, trò có biết nữ tử tặng túi thơm cho nam tử là ý gì không? Học trò biết, chính là có tình ý. Nhưng đệ tử không hề có ý này. Vậy trò có ý gì? Là ý của học trò với thầy, chút tấm lòng thành. Yến Tư Nghiệp, đây là lễ bái sư, thầy không thể không nhận chứ. Bạch Thời, ghi chép lại, hôm nay nhận được lễ vật bái sư của Tăng Kỳ. Một túi bút. Trò giặt giảnh. Tư Nghiệp,
tư nghiệp. Tư nghiệp, tuy tay nghề theo dụng về, nhưng vẫn mong thầy nhận lấy. Trò có thôi đi không? Người khác tặng túi thơm đều là tình sâu nghĩa nặng, còn trò thì hay rồi. Quả thật là muốn mạng người ta. Nếu trò là sát thủ thì giờ ta đã lần lượt bị trò bắn chết, bị trò dọa chết và bị trò làm tức chết rồi. Là do học trò sợ. Nếu không có chút thử thách thì không thể khiến thầy chú ý đó mà. Đúng là tự xem nhẹ mình quá đấy. Tư nghiệp, thầy hãy nể tình chuyện cũ trước đây mà nhận túi thơm này đi. Ta và trò thì có chuyện cũ gì chứ? Để túi thơm xuống, ta đưa trò đến lớp. Lớp Thiên, căn cứ tư chất đệ tử từ cao đến thấp, Quốc Tử Giám lập ra 4 lớp Thiên Địa Huyền Hoàng. Học trò phải kính thầy yêu bạn, không được vượt quá giới hạn, biết rồi chứ? Đây chính là lớp Thiên, trường cột đất nước tương lai. Nói bừa, đợi đấy cho ta. Lớp Hoàng, có dở thì đừng chạy. Đây chính là lớp của trò. Lớp Hoàng, mau lên. Gió đến thổi tung một mành thơ thanh nhã. Vào đi. Học trò không đến mức ấy chứ. Nhớ kỹ, tôn sư trọng đạo, làm người tử tế. Lớp Hoàng,